Phật thầy không nói là cuộc đời càng gắt lại càng gai, ngặt máy thiên cơ chẳng dám bài, gắn núp với hang coi ngựa chạy, khỉ ngồi trên ngựa ngó gà bay. Đông Tây, bây giờ Đông Tây có luôn phải không? Đông Tây trộn gộn trời che sát, Nam Bắc ê hề đất trở thay, nhân vật mùi phần hao bảy tám, thần tiên thấy vậy cũng châu mày. Nên thiên cơ thế giới đà biến chuyển, là biến chuyển vậy đó. Một đó là thiên triệu, là làm cho tất cả trong trời đất mưa bão. Mà đất nước Việt Nam mình có mưa bão không quý cô bác? Đó bây giờ nè, mưa bão hổng gài ngay từ bão số 1, bão số 2, bão số 3, bão số 4 thì đất nước Việt Nam mình chết không ít nha. Đó, mấy trăm ngự là nhà cửa, mà là cái ngàn cái nhà đều sụp đó, đều tóc nóc, đều trôi, đều chìm trong nước, rõ ràng không? Mưa bão thôi, nó mới mưa bão mà như vậy đó. Còn nữa nha, bây giờ mình dòm qua đất nước Trung Quốc coi, mấy năm nay năm nào người ta cũng bị bão lụt làm nó là nước dân, phải không? Làm cho nhà cửa tiêu tan nội qua ở nước Trung Quốc rồi, thấy thảm sầu chưa quý cô bác? Như vậy là đây là cái thiên triệu à, như vậy á. Mà còn một cái độc đáo nữa nè, để tôi kể cái độc đáo cho quý vị nghe nha. Bây giờ á, là ở nước ngoài, bây giờ là ở bên Thụy Điển nè, Phần Lan nè, ở bên là Na Uy nè, có cái chuyển triệu rất là lạ lùng. Quý cô bác thấy cái chuyển triệu này nè ngang, nó là một là bão mặt trời. Quý cô bác thấy không? Bão mà bão mặt trời. Quý cô bác nghe một cái là giật mình, mà bảo kêu bằng đỏ một cái vùng trời đi. Vậy đó, bảo mặt trời à nghe. Đó, rồi á, là nào là cái những ở trong cái chỗ bảo mặt trời đó không phải vậy thôi đâu. Còn những cái dạ quang lên đủ sắc đủ màu, có là màu xanh lá cây nè, màu vàng nè, đó, rồi màu hồng nè, đưa lên cái bầu trời thấy lạ lùng. Nó sáng cái dạ quang như là một cái tia hồng ngoại vậy đó quý cô bác. Nó rọi lên cái bầu trời thì thấy rõ ràng, hôm nay chúng ta thấy đúng là thiên cơ thế giới đà biến chuyển rồi đó. Như vậy thì trước khi bão lụt ở Trung Quốc nó có những gì quý cô bác? Một là chim bay lên cả bầu trời đen nè, hai chuồn chuồn bay nè, ba là rắn rít ở trong hang trong núi nó bò ra, có dây có đàn nè, bốn là những là con thú ở từ nơi này nó sang chuyển nơi kia nè, cá ở dưới sông hang nha quý cô bác, cá dưới sông nó hợp lại cuộn cuộn từ đàn đó, còn ông thì nó bay là rợp trời đất mịt mù trên những chiếc xe không thấy đường để chạy luôn quý cô bác thấy không? Đó là những cái điềm cho biết trước đó, cho biết trước là gần ngày nay nha, là tuần đời sắp hạ rồi. Như vậy cho nên những cái thiên triệu nó hiểu đưa ra chúng ta thấy hết rồi, đã thấy lộ mà, đã thấy lộ cơ trời báo ứng, giết lòi gian tìm kiếm con tiên à ngang. Đây rõ ràng nha quý cô bác, quý đồng đạo. Vì vậy cho nên bây giờ lộ cho phải không? Đã thấy lộ rồi còn gì nữa đâu. À, cho nên Phật thầy ổng mới nói câu nãy tôi có nhắc gì nè quý cô bác. Đức Phật thầy nói là bây giờ còn giấu chi đâu, từ đây sắp đến không lâu mà chờ. Năm dần nhiều nỗi bơ vơ, bước qua năm mẹo như tơ gối cuồng. Năm mẹo, tháng mẹo chưa buồn, năm mẹo, tháng hợi lỵ tuôn dầm về. Vậy mà chưa mấy ủ ê, trung ương gồng lộn ê hề thay thi. Mèo kêu giết đến ai bi, chừng gà về ổ dậu thời bình yên. Ngang quý cô bác, như vậy thì bây giờ chúng ta thấy xét cái cõi đời này còn gì nữa không? Đó, cho nên Phật thầy không nói là cuộc đời càng gắt lại càng gai, ngặt máy thiên cơ chẳng dám bài, gắn núp với hang coi ngựa chạy, khỉ ngồi trên ngựa ngó gà bay. Đông Tây, bây giờ Đông Tây có luôn phải không?
đông tây trộn gộn trời che xác, nam bắc ê hề đất trở thay, nhân vật mùi phần hao bảy tám, thần tiên thấy vậy cũng châu mày. Đó nha quý cô bác, nãy giờ tụi mới nói cái cảnh tượng là của thiên triệu thôi, mới nói là cảnh thiên triệu thôi đó nha, còn đó là địa triệu và nhân triệu. Như vậy thì bây giờ quý cô bác ơi, mình thấy trong cái cảnh này mới thiên triệu mà cái đất nước Việt Nam mình bốn cái cơn bão vừa rồi là biết bao nhiêu không quý cô bác, hao biết bao nhiêu tỷ không? Như vậy thì bây giờ đã trên 50 tỷ, ngang trên 50 tỷ. Vì vậy cho nên cái kỳ này là tai biến xảy ra làm cho nhân sanh thống khổ. Tại sao? Tại vì chúng sanh không à. Cái thiên triệu này cũng tại vì chúng sanh, nó tại vì cái nghiệp quả của chúng sanh cho đến ngày nay phải chịu cảnh đó, phải chịu cảnh này. Nó cảnh này á, là cho nên nó đức thầy mới nhắc lại nè. Bây giờ bà con mình thấy có không? Có phải không? Thầy nói gì nè? Thầy nói thấy chúng sanh ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi. Thấy rõ ràng không quý cô bác? Mà xử tiêu hồi nào quý vị? Ngài tiêu diệt hồi năm Bính Tý, đến năm nay hao hết đã nhiều, các ngoại bang đà nhuộm máu điều, mà Lê Thứ không lo chẳng liệu. Mình không lo, mình không liệu, phải không? Không ăn chay, không niệm Phật, không chịu làm lành thì chừng đó thầy nói gì? Để đến việc gian lưng mà chịu, Phật đâu cứu kịp lòng người ác gian, phải không? Thưa cùng quý vị, như vậy là nãy giờ tôi mới trình bày cái thiên triệu thôi. Đó lỡ rồi còn chút xíu nữa, cái khúc ở sau này lỡ mình nói luôn nha quý cô bác. Vừa rồi hôm bữa tháng 10 đó, ngày 9 tây tháng 10 đó, ở cái vùng Kiên Giang Gạch Giá của mình đó, cái vùng kia tỉnh Kiên Giang nè, ở tại cái xã Lục Chúc đó quý cô bác, và cái xã Hòa Thuận ba xã lận, và cái xã Vĩnh Thạnh ba xã này thì là bị cái lốc xoáy nhỏ thôi, mà nó đi ngộ lắm, nó đi vòng vòng tròn tròn, nó xoáy vòng tròn vậy nè. 30 mấy căn nhà ở Lục Chúc, ở Hòa Thuận, ở Vĩnh Thạnh bị tóc văng cuốn ra ngoài đồng hết quý cô bác đó. Có nhà xẹp lép, có nhà văng ra 200 mét 300 mét ở ngoài ruộng luôn, toàn thiết văng ra ngoài đó. Quý cô bác thấy cảnh thảm khổ không? Còn nữa, ở hồi là trước đây mấy tháng phải không, ở vùng tỉnh biên mình 280 cái nhà nó đưa xuống mương ra ngoài đồng sạch chậu hết trơn, còn cái nền nhà không, phải chống lỏng không quý cô bác? Đó là mới thiên triệu thôi, nãy giờ bàn với quý cô bác là thiên trẻ cảnh như vậy đó. À, như vậy thì bây giờ nhờ đâu? Nhờ Minh Vương có đứng khôn ngồi, xót xa dạ ngọc bồi hồi tâm chung, nên trước đền mắt ngọc lị gân, quý yêu bá tánh biết hồi nào cho nguôi, làm sao cho dạ được nguôi, cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Lời viên xưa cũng một lần, nên nay mượn xác trần xúc bút ra cơ. Đó nha quý cô bác. Như vậy là hôm nay mình nhờ Minh Vương, nhờ Phật Tổ, nhờ Đức Thầy xin lại mình mới còn đây nè. Vậy là bây giờ không tu nữa hay sao? Bây giờ phải tu, mà thầy nó không tu chừng khổ cũng ưng, tu hạnh gặp cảnh vui mừng tội thay. Đúng rồi. Dạ cảm ơn quý vị. Đó, vậy thì bây giờ mình tu hành mới được vui ngang, mới được hạnh phúc ngang, mới được tội thay ngang, mới được tội nguyện ngang. Còn nếu không tu chừng này á ngang, thôi bây giờ tôi nói đến cái là địa triệu. Đó, cái địa triệu tất nhiên là bây giờ cái việc mà động đất, sụp đất, mà lời xưa có bảo là còn một cuộc đất cồn chìm sụp, người không tu sạch bách không còn. Nghe quý cô bác, hay là còn một cuộc cột kèo xa dách, người không tu sạch bách không còn. Đó, như vậy thì bây giờ cái người không tu là sau này hết nha. Đó, thiếu đạo đức sắc gan cũng chảy, thiệt hiền bớ cại không trôi, lực kia đã định sẵn rồi, lành còn giữ thời tiêu tan nha. Cái chiến này mà ai hung bàn bảo ngược là sạch bách nha quý cô bác. Tại vì là thiếu đạo đức sắc gan cũng chảy, thiệt hiền bớ cại không trôi, lực kia đã định sẵn rồi, lành còn giữ thời tiêu tan. Đó, thưa cùng quý cô bác nha, đó là địa triệu. Tất nhiên là sụp đất, nó động đất,
mà đất nước Việt Nam mình có động đất chưa quý cô bác? Vừa rồi ở tại Kon Tum đó ha, cái ngày mà tháng 9 đó quý cô bác, tất nhiên là ngày 27, 28, 29, 30 tháng 9 đó ha, thì là động đất mỗi một cái ngày 29, 30, là 28 đó Tây đó ha, thì mỗi một ngày mấy chục cuộc động đất từ 5 richter, 3.3, 2.5 là tính động đất liên hoàn ở ngoài Bắc mình đó, là động đất liên hoàn trên đó là 100 cuộc động đất như vậy. Quý cô bác thấy khủng khiếp chưa? Đó, đúng là khủng khiếp đó nha. À, như vậy là địa chịu mà. Vậy thì bây giờ còn cái gì nữa không? Đó, thưa cùng quý cô bác, còn ở cái làng Nũ đó ha, nội mà mưa bão ở trên ha, rồi đá đó mà nó trài xuống cả 2.000 mét vuông, lấp xóa sổ đi một cái làng Nũ. Quý cô bác thấy không? Ai mở lên mạng gạt thì trong 4.0 thì thấy rõ chơi vào đời này, đời tiến hóa hiện tại mà văn minh mà, vì vậy cho nên bà con cô bác thấy chơi rồi, chứ không phải mình tôi thấy không nha. Đó, như vậy thì đó là cái thiên chịu địa chịu nha. Vì vậy cho nên là mưa gió bão bùn nước dâng là toàn là thiên chịu địa chịu không, phải không? Đó, vì vậy cho nên thầy đã cho biết trước là nước kia lửa nọ tân bừng, hãm cho thấy sự lẫy lừng nặng tay, thời cũng tại không ai tu niệm cứ lẫn lơ ngạo biếm phe khoang, đến nay là buổi tai nạn tam thiên lục quá khắp tràn hại dân. Như vậy nội trong cái sự mà thiên chịu địa chịu là chúng ta khó sống trong cảnh đời này rồi, phải không? Khó sống rồi, như vậy còn nữa, bây giờ nhân chịu. Nhân chịu là loài người sát giết lẫn nhau, tranh bá đồ dương. Thưa cùng quý cô bác, đức thầy nói có không? Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép quệ linh mà cứu an tai họa, chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Vì loài người tàn bạo gây nên là nghe. Đó, như vậy thì họ nè chế ra là vũ khí tối tân nè, bom đạn nè, đại bác nè, xuyên lục địa nè, tên lửa đủ thứ chân, đạn thông minh là đủ thứ chân ngang, đủ thứ cách mà giết người. Còn nữa, còn họ chế luôn hạt nhân liên tử nữa. Đây là nhân chịu à, loài người. Để người ta tại sao vậy quý cô bác? Tại vì đức thầy cho biết nè, dốc lòng tranh bá đồ dương, đeo câu danh lợi lấp đường nghĩa nhân. Tại họ muốn xưng bá xưng dương, cũng đồng xưng bá xưng dương, phải không? Tại xưng bá rồi xưng dương cho nên họ nước này nước lớn muốn đánh nước nhỏ chiếm đoạt đảm là giành giật xé sâu lẫn nhau, cũng tại loài người gây ra không à quý cô bác. Vì vậy cho nên bây giờ quý cô bác thấy loài người gây có không? Có ngàn rõ ràng trước mắt đây, 2022 ngày 24 tháng 2 phải không, thì ông Nga ông đánh ông Ukraine tới bây giờ gần 3 năm phải không, có dừng lại không quý cô bác? Không dừng lại được phải không? Đánh hoài tới, ai can được không? Ai cản được không? Không can mà không cản được. Đó, thưa cùng quý cô bác. Còn nữa, rồi tiếp tục đến ngày 7 tháng 10 đó, năm rồi đây, thì bắt đầu ngay chân ở người 2 mét đó, bắn qua bên là ngay chân cái người là Do Thái, tất nhiên bà là ngay chân cái nước Do Thái, bắn qua 100 mấy trăm quả mấy trăm quả, ngày sau bắn thêm nữa thì là trên 1.000 quả đó, đầu đạn lửa. Như vậy thì làm cho anh ta chết cả 1.000 mấy người. Thì bắt đầu trận đánh đó tới nay là vừa giáp năm, vừa gồm mấy bữa gài phải không? Đã giáp năm rồi mà cái trận chiến như vậy không ai mà ngăn ngừa được hết, quý bà con của bác mình thấy rõ không? Vì vậy cho nên cái thời gian này, cái nhân chịu này không phải là tầm thường nha quý cô bác. Sát giết lẫn nhau, họ đâu còn kể giữa tình người và nhân loại nữa, không còn thấy gì nữa, họ chẳng thấy gì, cho nên họ mới sát giết lẫn nhau nha. Đó, vì vậy cho nên đưa cùng quý cô bác họ mới dùng đủ cách
đủ kiểu, đủ cái điều thông minh của họ, họ chế ra sát giết lẫn nhau. Đó, như vậy thưa cùng quý cô bác, mà hả miệng lời xưa đã bảo, một là ta sống trong cái cảnh là thiên hòa, địa lợi, nhân hòa thì ở nơi đó mới được hạnh phúc nha. Còn bây giờ quý cô bác sống trong thời kỳ này, thiên bây giờ đã đem lợi phạt trừng cho chúng sanh rồi, không còn, không còn như xưa nữa. Còn bây giờ địa không hòa nữa rồi, bây giờ địa nơi đất này đất kia đều sụp động đất, như vậy còn hòa nữa không? Nhân hòa. Bây giờ thế giới này ai hòa với ai? Đất nước này không hòa đất nước khác không hòa đất nước khác. Quý cô bác hả, miễn chơi với nhau nhân thủ, tôi lợi nhà anh, tôi hợp tác nhưng tôi thủ, ai ai cũng đều là dùng thủ đoạn với nhau, như vậy thì ai thủ ai, ai cũng đều thủ hết. Vì thưa cùng quý cô bác, thời buổi này còn cái trong cái mảnh là nhỏ nào mà hòa nữa không quý cô bác? Đó, như vậy thì hết hòa phải không? Thiên không hòa, địa không hòa, nhân không hòa, mà thiên hòa địa lợi nhân hòa thì mới được hạnh phúc nha. Vì vậy cho nên chúng ta sống trong cái cảnh lầm than, trong cái cảnh chiến tranh giặc giả của loài người tàn bạo gây nên, như vậy đâu còn hòa nữa quý cô bác, quý đồng đạo. Vì thì sống trong cái hoàn cảnh này thấp thỏm lo âu từng phút từng giây từng giờ. Đó, như quý cô bác thấy không, bây giờ phải từng phút từng giờ không? Rõ ràng bây giờ ông Nga ông đó không đánh Ukraine mà nửa đêm cái bắt đầu quýnh là thấy không? Ai biết không? Quý cô bác nào biết trước đâu? Rồi bây giờ cái nước này nước kia nó hòm với nhau. Đó, ở Biển Đông bây giờ quý cô bác thấy nó hòm với nhau. Đó, khắp thế giới binh lương cụ túc quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau. Đó, lúc nào nó cũng là giành quyền lợi xé sâu nhau à. Còn bây giờ quý cô bác thấy Triều Tiên không? Đó, nó vừa rồi á là bữa là chính tay vừa rồi phải không? Nó quất cái đường mà giáp ranh giới của Hàn Quốc đó. Đó ha, nó bắn đứt đoạn luôn, đã hợp tác là biết bao nhiêu năm rồi ha, mấy chục năm trời đã hợp tác cái ranh giới nhau mà giờ nó dùng vũ khí nó bắn đứt đoạn đường, nghĩa là ngăn cách từ đây với sau không còn hợp tác với Hàn Quốc nữa. Quý cô bác thấy không, bây giờ đó nó gây tranh chiến ù ầm không à, nó không có đem hạnh phúc phải không? Như vậy cho nên nước nào nó cũng là tranh bá rù vương hết. Quý cô bác thấy rõ ràng. Vì vậy cho nên hôm nay tôi bàn với luận ngang với quý cô bác mình thôi. Nó bàn luận để thấy chi? Cái việc trần này không thể nào dừng lại được nữa rồi. Cái đời này là đời, là tận diệt của nhân loại nữa rồi. Cho nên Đức Thầy nói ngang, thiên cơ thế giới đà biến chuyển hết rồi, thay đổi, không còn như xưa được. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy trong cái hoàn cảnh hiện nay là cấp bách lắm rồi, là tới hồi nguy kịch lắm rồi, phải không? Đó, cho nên Đức Thầy bảo chúng ta nè, phải làm sao cho kịp đây, mau mau kiếp kiếp chuyên cần chúng sanh còn có lập thân hồi này, bạch chinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân khỏi trần. Bây giờ mình tu mới được ông Phật cứu, mình tu mới tránh khỏi cái trận này nha. Chứ còn bây giờ quý bà con cô bác mình mà ai mà bây giờ chưa chịu tu ở hen thì không kịp nữa đâu. Để nước đến chân mới nhảy đùng ác phải lọt ngoài sau, chẳng có xuồng ghe chững mấy gầu, làm sao lo liệu tu cho kịp, bọc bẻ Nam Mô cũng nhọc cầu, nhọc cầu bệnh tật nỗi nào đâu, lao khổ nhân sanh cảnh nước tàu, trẻ nhỏ gã gời xa bố mẹ mà còn tranh đoạt mảnh mồi câu. Bây giờ nó tranh đoạt như vậy không đó quý cô bác? Đó, như vậy thì bây giờ tôi cùng quý cô bác nha, bây giờ quý vị hãy dòm lại cái chỗ nào là an vui hạnh phúc, bàn với tôi chút coi chỗ nào. Bây giờ thầy nói nào, còn có một chỗ là quay về cõi phúc đường chân đạo Phật pháp truyền na dốc đường hành, chỉ là con đường cửa đạo mà tu mà thôi, chứ còn bây giờ là nguy hiểm. Đó, cấp ngang thậm cấp chí nguy, thậm cấp chí nguy rồi thấy không, mà bây giờ còn gì nữa. Đó, như vậy thì thưa cùng quý cô bác ngàn, cho nên trong cái cuộc chiến tranh kỳ này tam đại nó chiến xảy ra, mà Đức Thầy nói từ đâu quý cô bác? Đức Thầy nói tam đại chiến xảy ra từ Trung Đông,
Trung Đông lắng dịu đến Biển Đông, Biển Đông lắng dịu đến Thất Sơn. Dấy lộn là cơn hiểm nghèo, nơi phía trước treo leo tiếng khóc, đứng sau lưng hình dốc dãy chân, nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thấy sự lẫy lừng nặng tay. Thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lẫn lên ngạo biếm phe phang, đến nay là buổi tai nạn tam thiên lục bá khắp chàng hại dân. Bây giờ ngang tới rồi đó, đó mà không chịu tu nữa, chẳng chịu tu mãi còn lục lục, lo giàu lo nghèo lo cũng chẳng gành, ham công danh quên chữ sanh thành, mến phú quý quên câu dưỡng dục, không có kịp nữa đâu. Bây giờ làm giàu làm được không cô quý cô bác? Mà cái câu sau thầy nói nè, thấy không, thiên cơ thế giới đã biến chuyển, rồi từ gài là bắt đầu từ năm 1939, từ gài trần hạ lợi danh trôi, trần hạ là tất cả trong người sống ở trong cõi đời này nha quý cô bác, hay gọi là trần hạ. Bây giờ quý cô bác ơi, là bây giờ là lợi danh trôi rồi, công ty thế giới nước ngoài nó cũng suy sụp, bị chiến tranh là nó sụp hết trơn à, nát tan trơn à, nó bắn tan quan nhà cửa nhà lầu hố xá mười mấy chục tầng, hai chục tầng, ba chục tầng, thấy không, cũng một cái bom đầu hạt nga là liên tử, cái hạt nga là tên lửa của nó là bắn là sập hết, bom chùm của nó bắn vô là sập hết, quý cô bác thấy không? Vậy thế giới nào? Bây giờ quý vị thấy cái thế giới từ khi mà cách đó là đầu con giáp tới giờ đi xuống không, phải không? Đi xuống, đi xuống, đi xuống không? Đó, từ hồi trước, trước cái năm Tý á, thì chúng ta làm ăn trong cái thế giới này và cả đất nước mình vậy ngày đi lên, đi lên, đi lên. Mà từ hồi cái năm dần nó tới bây giờ đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống. Không thấy ai mà làm giàu có. Sở dĩ như bà con mình còn bố thí, còn giúp đời được là tại sao? Là tại vì bà con của mình nhịn ăn buổi sáng, nhịn ăn bữa tối, nhịn uống cà phê giấc sáng, nhịn uống cà phê giấc tối, nên nó có tiền ra để bố thí giúp đời đây nè. Đó, bà con là mình khổ cực lắm. Tại sao quý cô bác? Tại vì bây giờ nhịn ăn, nhịn uống để đem giúp đời. Giúp đời đặng chi quý cô bác, quý đồng đạo? Đặng ta hưởng được cái phước về sau, phước nhiều tiên cảnh lên gài, tội nhiều sa đọa nhiều ngày thảm thê, vậy cho nên người ta mới đi bố thí. Ấy tôi kể cho quý cô bác nghe, có người bây giờ đi làm mướn hàng ngày đó mà còn đi bố thí, thấy không? Làm hàng ngày đi nấu là tổ lãnh tổ từ thiện, nấu cháo cơm nước, thấy không? Còn có người đi trộn hồ làm hàng ngày vậy đó mà đem tiền mua gạo bố thí giúp cho. Đó quý cô bác thấy không? Nó có người đi làm công ty về để xin cho. Tại sao vậy? Tại vì là quy y với ông Phật, phải làm theo hạnh Phật, phải bố thí giúp đời. Là tại vì thầy nó đuôi cùi bố thí đồng xu, ấy là phước đức công phu để dành, hay là chẳng làm phước thiện quả e đến mình, thì vậy cho nên hàng ngày ngày ta làm phước là sở dĩ ăn cần ở kiệm đặng mà lo tu nó có dư nha. Điều thứ nhì thì chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm chứ chẳng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Như vậy thì nhờ người ta ăn cần ở kiệm mà có tiền để bố thí, thấy không? Mà cái người hưởng thí này mà không lo, sao khổ chết ngàn quý cô bác, khổ hoài đời 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 kiếp kiếp. Cho nên mình ăn cái của Đà Na Thí Chủ này nó nặng lắm. Ngày xưa Đức Phật cho biết là thập phương nhất liệt mễ, thọ như đạo Di Sơn, thực mễ bất tu đạo Quy Mau Đái Giác Quần. Của mười phương tăng chúng nặng hơn hòn núi Tu Di, ăn rồi không lo tu niệm, phải lưng chuyển bồi thường. Khổ không quý cô bác? Mang lông mà đội sừng để trả đời đời kiếp kiếp chừng nào cho hết quý cô bác. Cho nên á, là thập phương nhất liệt bể thọ như đạo Di Sơn, thực mễ bất tu đạo Quy Mau Đái Giác Quần. Có nghĩa là của mười phương tăng chúng nặng hơn hòn núi Tu Di, ăn rồi không lo tu niệm, phải luân chuyển bồi thường. Khổ không quý cô bác? Thôi bây giờ ăn cái của Đà Na Thí Chủ, của mà người ta giúp cho mình, phải gắng cố gắng làm tròn cái bổn phận, gắng ăn chay niệm Phật làm lành nha, đó là mới xứng đáng. Còn nếu như mình ăn mà mình là hột ngọc mà mình không quý trọng nó, thì sau này bà con cô bác mình luân chuyển bồi thường hoài, làm sao mà trả hết đây, phải không quý đồng đạo ơi? Như vậy thì một cái đồng tiền họ cho mình cũng là khó nhọc mồ hôi nước mắt. Đức Thích Ca xưa ngài nhờ lòng bố thí mà được hai nhân từ, phải không? Ngài cũng dùng tiền như hạn cho mưa, biển non đâu tở sống dừa để ăn. Như vậy thì còn bây giờ
mà hôm nay đồng đạo mà bố thí đồng tiền, đâu phải tao ở nhà tao không có biết công chuyện xài, đâu phải không biết chỗ để dành, phải không? Nhưng tại vì ta nghe lời thầy, nghe lời Phật dạy, chuyến này ta mới dám hy sinh. Tại vì đến đây rồi cũng bỏ nè, thấy không? Giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tôn một vợ, hay là đời này dành vật làm chi, đến việc ly kỳ cũng thả cho xong. Vì vậy cho nên ta mới đem lòng học Phật, bố thí, làm hạnh Phật. Là chuyến này là quý bà con mình bố thí là toàn là cái hạnh, công hạnh của Bồ Tát đó, chứ không phải vừa đâu. Đó. Vì vậy cho nên quý cô bác đó, là chỉ có con đường tu mà mới kịp lúc này nghe, và bố thí giúp đời giữ giới, trì chay nhẫn nhục tinh tấn thì mới kịp. Chứ còn tôi nói cơ hội này không có kịp nữa, là tại vì tôi nói Đức Thầy cho tín đồ biết rồi, kỳ này nghe, là thấy một là thiên triệu, địa triệu, nhân triệu, ba cái này dồn một chập là gốc đời. Đức Thầy giới thiệu rồi, ba cái này hợp lại nó hiệp chung tam cổ với miền trần gian này hen là hết đời. Thưa cùng quý cô bác, đây là hết đời rõ ràng hen. Mà thầy ra đời truyền đạo cái quyển nhất, thầy nói là hạ quân, nay đã hết đời, đúng là hết đời rồi, rõ ràng không? Phong ba biến chuyển đổi dời gia can rồi, thấy không? Nhà cửa đều sập tan nát thay đổi hết. Mà lời xưa đã bảo ngang là hạ quân á, mỗi hạ mỗi mòn, mòn sông mòn biển lại còn mòn non, thấy không? Như vậy thì bây giờ đổi núi lại đổi non, đổi là Châu Đốc lại đổi Tịnh Biên, thấy không? Thất Sơn lại đổi Hoa Liên Nhà Bàn, Hoa Liên Năm Nước Trực Đàn, Hoa Lộ Văn Giáo Máu Tràng Như Sông. Như vậy thì bây giờ đổi Hà Tiên đổi Châu Đốc lại đổi Tịnh Biên, nghe quý cô bác, giờ đổi hết những cái cảnh vật này để lập nên cái đời thượng quân thánh đức. Mà bây giờ thưa cùng quý cô bác, bây giờ chúng ta muốn sống qua cái cảnh thay đổi đó ha, cuộn khô tích sắc khắc sông hào, sông hào nháy mắt biến vào gừng sâu, thay đổi như vậy đó. Mà bây giờ ai còn trong cái hoàn cảnh này quý cô bác, chỉ còn có cái người tu thôi đó. Thầy nói kiếm con hiền đức dắt về, bà con cô bác mình ăn chay niệm Phật làm lành như vậy nè, ông Phật mới dắt thôi. Chứ còn mà bây giờ nghe, đến chừng đó đó, kẻ gian ác bị gươm ba thước nơi pháp tràng, chỉ kẻ hung đồ được thảnh thơi nhờ chữ Nam Mô Phiên Bổn Đạo Tráng mà trì trí nghe. Kẻ gian ác đến sau tiêu diệt đó, như vậy thì kẻ gian ác đến sau tiêu diệt không có còn nghe quý cô bác. Là tại hằng ngày không phải đi giết người giành của mà gian ác không đâu, bây giờ chặt đầu cắt cổ mổ bụng đánh dãy lột da trụng nước sôi nhổ lông toàn là gian ác không, thôi bây giờ ăn chay hết nghe. Đó, cho nên Đức Thầy nói là kiếm con hiền đức dắt về, hay là người hiền chừng đó xâm dày quân thành cộng lạc, mấy ngày vui chơi đến đó ta mới mừng cười nhìn xem ngọc đế giữa trời định vân. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công cũng đồng chừng trị kẻ lòng tà gian, ấy là đến lúc xe sang tam hoàng trở lại là đời thượng quân. Thưa cùng quý cô bác, như vậy thì trong cái cảnh vật mà Đức Thầy đã tiết lộ cho mình biết là thiên cơ thế giới đà biến chuyển, bây giờ nó đã xoay chuyển khắp cả trong mấy cái vũ trụ vạn hữu này rồi, không còn một nơi nào nữa, không còn một chỗ nào mà yên bình hạnh phúc nữa, còn bước vào cửa đạo thì sống đó. Thế nên Đức Thầy cho mình biết nghe, cái đạo con người kêu bằng đạo nhân, nó là một con đường đi chúng thì sống, bất chợt tất chết đó. Bây giờ quý bà con của bác mình bước làm sao, chúng thì sống mà bước chợt thì chết đó. Thưa cùng quý cô bác, quý đồng đạo, bây giờ là trong cái buổi hạ quân này đó, là đã hết rồi đó, cho nên là phong ba biến chuyển thay đổi hết. Là bây giờ mình còn đợi còn chờ gì nữa đây? Thầy nói là để đến việc gian lưng mà chịu, thấy không? Phật đâu cứu kịp lòng người ác gian, như vậy chừng đó mình gian lưng chịu phải không? Uổng lắm phải không? Thôi bây giờ mình có thân thì phải gán liệu lấy thân, liệu lấy thân cho kịp nghe. Kỳ này phải tâm mau mau để tu hành ăn chay cúng lại niệm Phật làm lành, nó làm hết các bổn phận thì chừng đó Phật mới cứu khỏi nơi khỏi lửa nghe. Chứ còn sự thật ra bà con cô bác đồng đạo của mình thấy trong cái hoàn cảnh này là cái đời này đúng là cái đời hạ quân cùng cuối tiêu diệt rồi. Cho nên thầy mới nói là thiên địa u minh dĩ đạo tràng,
thập bát chư hầu lỵ há khang. Nghe rõ ràng nha, thiên địa u minh vĩ đạo tràng trên núi bây giờ đó là u minh nha, gần lâm cây đá thấy ngày nay mà gục năm non có cát đại ở chảnh đó quý cô bác. Như vậy thì bây giờ nha, phải gán tu cho nó kịp lúc để nha. Đức thầy nói trong cái bài này nè, tôi nhắc lại một đoạn, thầy nói nha, điên này vốn thiệt ở núi vàng, thương đời kể gõ việc lầm than, thương trong lê thứ mau mau tỉnh, yên chí nghĩ si biết đá vàng. Vậy là trong cái bài lỗ chúc cơ quyền này thầy tiết lộ rồi. Vậy cho nên đức thầy nói là thiên cơ đã đến giờ là tận diệt của nhân loại rồi, mà bây giờ còn đợi gì nữa đây? Đó, như vậy thì thầy mới cho mình biết ngang bồng lai điên dại có ngôi tây phương cực lạc hùng ngồi tòa sen. Đó, cho nên thầy mới xuống đây để đem cái lời mà vàng ngọc để dạy cho mình, để tu cho kịp lúc này, chứ thật ra thời buổi là mình đã được ân xá mà thôi, chứ sự thật ra mình đã bị tận diệt lâu rồi, phải không? Đó, mấy chục năm về trước rồi, mà nhờ hôm nay mình còn đây thì thôi giờ quý cô bác ơi, gán hy sinh trong cái lúc này đi. Hy sinh không phải là chết, hy sinh là gan. Đồ lao muốn lánh sớm nghe ta, bố thí trì chay giữ giới mà, Phật đạo trao dồi tâm tánh lại giác thiền chuyên chở lúc can qua. Can qua dân chúng chớ buồn lo, tích đức chờ ta chốn hẹn hò, tiên cảnh Phật đài xem gỡ gỡ, hoàn cầu đến đó ấm cùng no. Và lời nói sau cùng là cảm ơn toàn thể chư quý đồng đạo cũng như đệ mừng nghĩa, và cho năm tiếp lên đây gặp gỡ quý cô bác là để mình bàn với luận đặng coi chân lý lầu cơ trời thiên lý bày ra. Như vậy là thời kỳ này hết rồi đó. Thôi giờ chúc cho quý vị được an vui hạnh phúc trong